Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay lại vlog của mình. Đây là gia đình anh Hai, ba, chị Linh, Úc Cưng, cũng có nhiệm. Hôm nay cả nhà mình sẽ đi ăn sáng, rồi mình sẽ đi Costco, xong rồi mình sẽ đi vòng vòng ở San Jose, xong rồi tiếp tục là mình sẽ đi ra sân bay và đi về Việt Nam. Mình sẽ quay lại hành trình tống tiễn sau 5 ngày ta. Tống tiền 6 ngày tại nước Mỹ. Trời ơi, coi như là mình sẽ đi qua bắn quá trời. Ở đây cô ăn uống hả? Không, cô đang taxi ở đây mà. Muốn dẹp. Nói chung là kinh tế Mỹ khó khăn mà, Việt Nam cũng vậy thôi, tàn thế giới. Dạ, làm ăn bán. Là du lịch qua nhiều quá vậy. Mình sẽ chờ món ăn ra nha mọi người. Mình sẽ quay lại cho mọi người cùng xem. À, giới thiệu gì? Ngót hết anh. Giới thiệu mọi người, đây là Việt Nam Thao. Sau khi ăn uống xong thì cả nhà chúng ta cùng tiến tới Costco. Hôm nay Costco trên San Jose cũng rất là đông mọi người ơi. Chị Hai có đang chuẩn bị một cái xe. Chị Nhung muôn năm, chị Nhung muôn năm. Tiến vô Costco. Mình sẽ bây giờ mình sẽ đi vô Costco. Costco là một nơi mà mọi người có thể mua đồ rất là giá, rất là hợp lý và mua sỉ đó nha mọi người. Cho nên là tất cả mọi người đi ở đây rất là đông luôn. Mọi người xem nhé. Đây, mình sẽ vô đây phải có thẻ, một cái member mới được. À, mà mình phải dùng cái thẻ để của người đó đi vào và trả tiền bằng cái thẻ của người tên người đó luôn mọi người mới được nha. Chứ mình dùng thẻ người khác, credit người khác cũng không được. Quét quét đó. Dạ. Đây, ở đây nó có nhiều đồ lắm. Hôm nay con sẽ review lại cho mọi người ở Việt Nam xem Costco ở bên Mỹ nó như thế nào. Cái này được giảm giá nữa nè mọi người. Mua 14.99 còn giảm, còn giảm 5 đồng luôn, 4.50. Vô vào đầu. Mấy cái này nó nặng quá à. Nặng á. Nặng. Được. Thoải mái em trai. Kim đánh răng nè, bàn chải đánh răng nè, dao cạo râu nè, nhiều lắm. Bên tin. Ai bấm của ai? Cái đó đó. Đây học mình muốn mua quần lót, mình phải đi ra cả ngoài. Bây giờ mình sẽ mua vô răng. Kem đánh răng. Tí mình vô rót. Muscle đi. Muscle đi cũng muscle. Được. Muscle hay đó tôi chứ đồn nít em có. Thì muscle mua mấy cái đó dễ không? Dễm. Em có dễm với chị không? Không dễ mà thích kiểu đó chị. Phải dễ cái mang kiểu đó. Thích vậy mà. Thằng Hải nó mua cái này phải không anh? Thằng Hải mua cái này hả? Không phải ý nói mà sao. Nè, kem đánh răng đó. Ensure. Cái này mình sẽ mua được nhiều thứ mọi người. Mua thuốc hả? Mua giày không? Giày trong đạt. Đổ tiếng đạt. Mua quay cho thằng An kìa. Hả? Cái này nè, anh thấy uống ok hơn. Muối á, muối á, đây giữ. Uống ba chai nữa. Uống chai thôi. Ba uống cái này nhiều quá. Cô em đi làm mỗi ngày uống bập, làm một ca
Chị, cái ấy của chị có không? Cái sữa rửa mặt trong này có không? Cái gì đó? Đâu? Đây chị cho em đi. Đây, hai chị mình đi. Mua thuốc này nè. Cô đi nè con. Cô đi với con cô. Thuốc này là em gái. Chị thấy anh Dũng cũng vậy đó, hai chị em đi cứ vậy. Đây là chị. À, mua cái gì á? Cái đây nè, trên đây nè. Đây mọi người, ở đây bán gà rất là rẻ. Bao nhiêu đồng con chị? 8 đồng hả? 5 đồng. Có 5 đồng con gà hả? Mọi người thấy là quay không? Quay gà mọi người tại chỗ luôn. Đó, này sắp chín rồi nè. Con gà sắp chín nè. 4 đồng 99 hả? Ừ. Trời ơi, có 100 ngàn con, 125 ngàn con à. Không, dĩ gà thì giá theo phao. 3 đồng 99 kìa chị. Một phao. Bước nhớ cái này. Wow. Xong nó quay xong cái kia nè mọi người, xong nó bỏ vô này nè. Đó, mọi người có thể xách về ăn. Cò mái, thịt sườn nãy giờ 21 đồng. 21 đồng là 500 ngàn hả? Wow, đó, sườn ở đây nó bán đầy không? Đó. Quay gà từ cái máy này, 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái, 5 cái, 6 cái. Quá trời luôn. Mọi người ở đây có thể mua trái cây. Tất cả các hàng gì cũng có, mọi người, quần áo nè. Bánh cù son ở đây rẻ không chết. Ở Việt Nam quán cà phê bán 3 mấy đồng, 3 mấy ngàn cái. Bánh cù son nè, thấy bự không? 6 đồng 99 7 đồng. 7 đồng mà được chắc 10 cái hay 12 cái mọi người. Rẻ quá trời luôn. Ở đây bán gì cũng rẻ hết á. Tất cả mọi thứ đều rẻ. Bây giờ Huy đã mua này rồi nè. Đó, nhiêu đó thôi. Rồi Diễm có đi mua mấy đồ cho con của Diễm để mang về ăn. Thì mua gì? Quýt 3 thùng. Bây giờ mình sẽ đi mua quýt. Quýt cho chị, ngày mai nhà chị có bao nhiêu? 150 cái phần. Bánh mì thì kèm thêm trái quýt hả chị? Một trái. Quýt ở đây là người ta bán là ồ mắc quá vậy. 8 đồng 99. Phải không? Một túi, túi là 8 đồng 99. Quýt easy peel. 8 đồng 99, 9 đồng 99 cây cam. À, 8 đồng 99 một bịch đó mọi người. Bịch này chắc chừng 30 trái chứ mấy chị ha. Hả chị? Bịch này chừng 30 trái chứ mấy không? Mọi người coi cam nè. 10 đồng. Ủa, 10 đồng một bịch này mọi người. Cam 10 đồng. 6 đồng cũng cam. Này ly chanh 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 xanh là 6 đồng, chanh vàng là 7 đồng 99. 7 đồng 99. Cái lê 11 đồng 99. Cranberry. Cái đồ này đồ frozen. Này tomato. Potato là khoai tây. Này là khoai tây nhỏ. 8 đồng 99. Hành. Củ hành là 6 đồng 99. Tỏi 8 đồng 99. Năm bịch là 150 ổ bánh mì, mỗi ổ là một một cái. Tìm thêm chai nước nữa hả? Bán ở Tây Hồ. Bánh mì thịt. Hôm qua em ăn cái cuốn đó ngon đó chị. Cái bánh ướt cuốn đó ngon. Hôm bữa trước có quay. Ok chị. Lần sau nha, lần sau nha. Thôi người ta đi đông lắm mọi người. Hôm nay là cũng bị là lễ á, lễ Labor Day, lễ quốc tế lao động á mọi người, cho nên là mọi người sẽ đi Costco là nhiều lắm. Cho nên là rất là đông. Mỗi người nào cũng một xe vậy đó mọi người. Đó. Uchon là 12 đồng, mì Hàn Quốc. Babuki. Đây. Ở đây là bán nước cam này mọi người. Giảm giá còn 13 đồng còn 5 đồng. Mình sẽ mua cái loại thơm. Em mua một cái hộp nhỏ nhỏ thôi chị, em đâu có mua cái hộp bự như vậy. À đây 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 đây. Đây. Huy thích gửi cái mùi đây lắm. 8 đồng mấy cái thơm. Rồi 8 đồng 70 cái. Thơm bự 10 đồng đó. Em muốn gì nữa? Hết rồi, em đâu mua gì nữa đâu. Em đủ rồi. Em sợ anh Diễm nó không cho em gửi á. Tại ba ly em đủ. Hôm bữa em về em dọn đồ em về Việt Nam á. Em gom 2 ba ly. Thằng gì nó cũng còn biết sợ. Sợ chứ.
Tự nhiên em sợ điểm không cho em. Vậy em đóng thêm một cái vali extra đã thêm tiền. Hi, xin chào. Đây là cái bia của mình mua này mọi người. Đó, hôm nay nè. Đây ba đèo để mua về cho các con nè. Mua đồ cho các con không hả? Cái này là hem nè mọi người. Đó, đồ cho các con không đó. Tổng tiêu. Cha mình mang cái thùng gì nhiều vậy chị? Bỏ xe thôi. Đây là quầy tính tiền nè mọi người. Mọi người muốn mở membership ở đây thì Citibank cũng có nè. Cái này có cô thẻ đen là dành cho mình reward rất là nhiều. Còn 60 đồng là Goldstar là dành cho một người. Còn cái kia thì mình sẽ phải extra thêm một người nữa, là membership 120 đô một năm đó mọi người. Còn Costco Business cũng có 60 đồng thôi. Dạ. Đây. Mọi người return thì qua đây. Ở đây tính tiền ở đây 640 đô total. Của em có chút xíu mà 200 mấy rồi. Dạ đủ không? Đủ tính toán không? À. Có chứ chị. Đó. Hai view này. Của chị cái không để họ đi ra đi ra. Đi ra đi ra đi ra. Thôi. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Đây là cô Huy mua hết này là hết 200 mấy nè mọi người. Chị nhiều vậy? Để xấu quá. Sau một tiếng rưỡi đồng hồ thì chúng tôi đã đoàn quân chúng tôi đã mua xong. Và bây giờ ra thì trước khi qua đây thì ra đây thì mọi người sẽ check cái bill này mọi người ha. Mình mua cái gì đó là mình sẽ đưa ở đây cho họ để họ check lại. Đó, mình sẽ thôi. Ok. Go ahead. Rồi, bye. Hello. Together. Oh, sorry. Mỗi nơi sẽ có một cái. Thank you. Member nó làm bên kia mọi người. Rồi, xong. Thế là xong. Đây cha, đâu có biết gì đâu. Tao có gì đâu nè. Có gì đâu nè. Cha mua cho con mà. Rồi xong, bây giờ mình sẽ đi ra đây để đăng ký mua hot dog với lại bánh để mình ăn. Nhưng mà đông quá à. Đông quá chị ơi. Mua hot dog hả? Buổi mua sắm chúng tôi đây là kết thúc. Giờ cha sẽ mang đi về cho các con. Đi về cô ơi, xuống ở đây nè. Về. Tiếp theo chúng ta sẽ đi Marshall. Marshall là một địa điểm bán những cái đồ mà ở những cái mall nó bỏ ra đó mọi người. Xong rồi để mình vô đây mình lựa lại nó rẻ hơn. Thiệt mà. Đúng không chị? Cái đồ cũ cũ ở trong mall nó bỏ ra mình đi vô đây mua giống như rồi từ Marshall nó xuống đó phải không? Thì từ sự thật mà. Ê, anh sợ mua đồ không có chỗ chứa đó chị ơi. Không có chỗ chứa, ở đây bán nhiều đồ quần áo lắm mọi người ơi. Mấy cái đồ trang trí nhiều lắm. Mình đi kiếm cái khay đi. Mua cái khay cho điện thoại đi. iPhone. Này gái không người ta. Không có men. Bán nhiều đồ lắm, mọi người tha hồ được đồ mùa đông đồ gì cũng có hết á. Thùng rác hay là mấy cái đồ văn phòng. Bây giờ mình sẽ đi lựa thôi. Đó. Ờ. Cho hiếm mà. Không phải gì Reebok gì đó. Nhiều đồ lắm mọi người ơi. Nên là mọi người mua thoải mái. Đây. Đồ đó gì?
Nhiều đồ lắm. Bây giờ mình sẽ đi lựa nha. Bye mọi người, chúc mình gặp lại nhé. Đây, Daddy sẽ mua cho các con đây. Cái này nào nấu không ba lỗ. Nào đi ông nào. Đây, ở đây là bán đồ rất rẻ. Đây là Diễm mua cho các con Diễm. Đó. Cha già dấu yêu. Có lấy cái này không? Mua gì vậy con? Hả? Mua cái này cho con hả? Ừ. Trời ơi, boxer nè. Quần hiệu. Giỡn nít đó. Ủa này nó mặc dù không vậy, anh nó hơi chặt cái đùi đó. Chặt á. Nhỏ quá. Size 4. Size này nhỏ quá. Tại biết đâu Diễm bó chân lắm. Lấy xe 6. Xe 6 đi. Xe nhỏ quá. Diễm nói lấy xe 4. Xe nhỏ quá. Cái kia chua qua đó thì mình chạy đâu. Để cái lại chừng cái chị để xe 6 đi là thằng đạt. Lấy cái xe 4 cái xe 6 đi. Có, cái xe 6 có rồi. À vậy hả? Có luôn rồi. Có rồi. Có muốn lấy xe 8 không? Nè, vậy. Vậy áo. Đúng rồi, cái size nó mới vừa. Hello, xin chào mọi người. Trước khi đi về Việt Nam thì anh chị hai đã đưa tụi mình đến với ăn lẩu cho mọi người. Lẩu tên là Tabu Sabu. Đây, Tabu Sabu đây, mình sắp tới rồi. Khu này là một khu... đây sắp tới rồi này mọi người. Bây giờ Huy sẽ quay lại cho mình xem ở phía trước nha. Rồi mình sẽ đi vào bên trong để mình chuẩn bị ăn lẩu thôi. Trước khi về mình phải làm một cái lẩu nóng nóng cho mùa hè của nước Mỹ. Rồi... và bữa nữa mình sẽ quay trở lại. Bây giờ mình sẽ đi vào thôi. Đây là nhà hàng của anh chị Sabu Sabu. Tabu Sabu nằm ở trên Santa Toga ở San Jose nha mọi người. 1410 L. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào bên trong nha. Đây. À cái túi chứ. Tao bỏ qua cho cái túi nha Hiểu. Cho nó nhẹ bớt. Để bưng tội nghiệp quá. Hiểu không? Này đây đây chị, đây. Chị cầm giùm em chút xíu cho nó có cái logo đi. Ba đứa. Đâu. Vô đây. Mắt tao không có thấy được. Không, chị Linh đây, chị Linh cầm giùm em cho ba, chứ em cầm ba cái túi. À... chị là không có thấy được. Chị ra đây. Giới thiệu với mọi người. Đây, ba tụi em với ba cái túi. Bồ Đà Chay, đại diện của Bồ Đà Chay là Phạm Thị Hồng Diễm. Và đây là chị Nhung, đại diện của Tabu Sabu. Và Huy là đại diện của Rủ Rê Coffee. Ba chị em chúng tôi đã có mặt tại Tabu Sabu San Jose. Và bây giờ mời mọi người vào bên trong để ăn lẩu thôi. Ê, sao hai tụi mình ra ghìa vậy? Tại vì không có túi. Không có túi. Ủa, chỉ có 37 đồng cho hai người hả? Trời, combo gì đã quá vậy? Cho mình đây tới Thursday nha mọi người. Rồi, cảm ơn chị. Hi, welcome. Rồi, mình đây mình ngồi sẽ ăn lẩu ta. À, lẩu một người hả chị? Trên này cũng có túi nè, Tabu Sabu nè. Đó. Có túi, có mũ, có áo đầy đủ rồi. Mọi người ăn thì đến đây ăn là tại San Jose nha. Tabu Sabu. Check in tên Instagram nha mọi người. Ở đây là mình có hình của mấy người tới ăn nè, nhiều người lắm. Đó. Quá trời luôn. Ở đây có 4 loại nước sốt khác nhau để cho mọi người lựa chọn nha. Mình sẽ ăn ở trên đây xung quanh và ngắm nhìn mọi người ở đây. Đó, đây menu nè. Đó. Hai. Menu ở đây là có bò nè. Hơi tối không? Hơi tối không? Không cần đâu. Ở đây có rượu để mình chiêu nữa nè mọi người ơi. Có sake nữa. Cái này là lẩu của kiểu Nhật. Đúng không chị? Lẩu kiểu Nhật phải không? Kiểu Nhật thì mình có bò nè, có cá. Mình có 4 loại sốt khác nhau, nước súp, 4 loại súp khác nhau. Mình tham quan một chút xíu nha. Mọi người đi tham quan cùng một chút xíu. Ở đây là mình sẽ có chất. Đó, ở đó là anh chủ đó. Ở đây rất là sạch sẽ mọi người ơi. Không gian ở đây là ở đây có bò nè. Có bò, có heo, có gà với cá. Mình có thể thoải mái lựa chọn. Ở phía sau này là restroom. Ở đây họ làm sạch lắm mọi người ơi. Nên ở đây có một cái gương để cho mọi người soi nữa nè. Đây là restroom nam nè. Có người. Rồi. Không gian ở đây sức chứa thì chắc khoảng mọi người thấy cái tủ không? Đó, sake mọi người uống đó. Lẩu, đồ ở đây nhiều.
Cái này là mình sẽ có một phần cho 37 đồng cho hai người. Bây giờ mình sẽ kêu món ra nha, để mình cùng thử thưởng thức. Mọi người thấy mọi người ăn đây nó ngon nè. Lẩu này lẩu dành cho một người. Một người ăn, một người một cái bàn. Một cái nồi lẩu ở đây. À là thịt. Cái bị đại nhiên bị cá. Cá à, bị dị ứng cái gì phải không? Chứ còn This is too short. This up. Alo, em ơi, anh hai hả? Không, em của anh hai muốn gặp em. Khách tham đi, khách tham đi. Anh có chuyện khách tham đâu? Khách tham đi. Khách tham đi. You need help? How many sauce? So this is the broth. Mix something. Yeah. Spicy miso. The best seller. Oh, yeah, can have one and one. What the? Sukiyaki. That one's like a sweet and salty. This one. The first one, dashi, is more plain. It's just some water, seaweed, and then like a fish. Yeah. That one. A seaweed. Okay. That one too. So okay. And then you put meat next. You can recommend for me. Yeah. Hi. Chào em, anh qua gặp em mà em không chịu, em lại về đi về Việt Nam rồi. Dạ. Khi nào anh mới qua lại đây? Hả? Em hả? Em xong rồi chút xíu em ra sân bay về lại. Trời, chút xíu anh cũng ra sân bay về lại. Không có duyên gặp em rồi, anh khỏe. Dạ. Biết ai không? Hả? Không, chưa biết. Đây là Simon Fish. Đây là vegetarian. Xỉn luôn đi chị ạ. Cái này là cái sốt gì? Nóng hả? Are you Vietnamese? Nhà biết nói tiếng Việt không? Chút chút hả? Dạ. Anh hai Diễm. Đây là sân bay San Francisco đây, đúng không chị? Đúng rồi. Sân bay về đêm, chuyến bay của chúng tôi là 10 giờ 50, tức giờ là 11 giờ đêm. Bây giờ đây là phi trường Grand Hyatt Hotel. Bây giờ anh hai với chị hai đưa cho hai anh em đi ra sân bay. Chắc hay hai từ ra đến chết. Không có kẹt ở đây hả? Ừ, không phải tên ló tao kẹt quá trời. Tên ló tóc. Đi vào sân bay này mọi người ơi. Em có thuốc ở trong người đó, lắc lên. Học xin xin một cái liều cho hôm qua đây. Hôm nay Huy sẽ trải nghiệm lần đầu tiên đi Vietnam Airlines về từ San Francisco về Việt Nam, cho nên là muốn ghi lại hành trình để cho mọi người cùng xem nè, để mọi người có thể trải nghiệm hết nha. International, San Francisco International. Giờ đây bắt đầu bị đông người nè. Bình sữa. Hi, xin chào mọi người. Bây giờ là Huy đang ở sân bay San Francisco. Bây giờ đang tìm Vietnam Airlines. Cái ba lô này của bé Như nha mọi người. Excuse me. Do you know Vietnam Airlines? Vietnam Airlines. Number 8. Thank you so much. Số 8 mọi người ơi. Xa lắm. Đây, bây giờ mỗi người ai cũng có những cái thùng đồ bự chà bá đó. Để đi về. Ai cũng dán thùng vậy đó mọi người.
Số 8, sao này số lẻ không vậy? Đây là Vietnam Airlines. Oh my god. Hạng phổ thông, hạng thương gia Vietnam Airlines, mọi người đi có tiếng Việt luôn cho mọi người dễ làm thủ tục. Đây là sân bay của San Francisco nha mọi người. Hôm nay mình sẽ đi về bằng Vietnam Airlines. Bây giờ là mình đã qua cửa hải quan rồi, không có quay lại được. Bây giờ mình sẽ đi tới cái cửa của mình là cửa số 10. Trên đường đi thì nó sẽ có nhiều thương hiệu để cho mình ghé ngang. Nếu mình có tiền mình sẽ mua vào những cái thương hiệu lớn như nè, Blueberry nè, hay là Blueberry nè, hay là Hermes nè. Đó, mọi người có thể ghé đây và shopping. Ở đây thì hình như là miễn thuế giống như ở Việt Nam vậy mọi người. Cửa của mình là cửa số A10. Đây là cửa số 1, A1, A2 nè, A3, A4, A5. Mình sẽ qua cái đoạn này là sẽ tới A10. Ở đây nó có bán cà phê nè, rồi bánh nè, nước uống nè để cho mọi người có thể thưởng thức. Hả? À, dắt chó đi tiểu. Đây là dắt chó đi tiểu. Đây là restroom. Muốn thêm thuốc hả? Để hỏi. Đây là restroom nam, restroom nữ nè mọi người. Ở đây họ thú cưng họ rất là trân quý. Cho những người mà hút thuốc thì cũng không khó để có chỗ đi hút lắm, nhưng mà chỗ mà cho động vật đi tiểu, đi ăn thì cũng rất là easy. Ở đây là có Emirates Lounge nè. Mình sẽ ghé đi ngang đây nhiều chỗ, nhiều thương hiệu lớn đó mọi người. Coats nè. Mọi người có thể dừng chân ở đây để chờ đợi lên máy bay, thì mọi người sẽ ghé vào đây để ăn uống nè. Đó, rất là nhiều người ăn uống ở đây. Ở đây bán Sunglass nữa nè, mắt kiến nè. Mình cũng muốn mua mắt kiến nhưng mà kinh tế giờ eo hẹp quá. Để mai mốt có tiền là mình sẽ mua. Ở đây mà cũng buy one get one 50% off. Mua một cái thứ hai 50% mọi người ơi. Đây là tới chỗ của mình rồi nè. Mình sẽ đi Vietnam Airlines. Mọi người xa xa nhìn thấy Vietnam Airlines không? Mọi người đang ở đây đợi nè. Mình sẽ khởi hành vào lúc 10:50. Đây là cái chỗ của mình ở đây. Đó. Mười giờ 50 mình mới bay. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới thử đi. Number 10. Đây rất nhiều cô chú người Việt Nam chuẩn bị đi về cái chuyến bay này nè. Đông lắm, cho nên là mình sẽ đến đây thử nha. Đây là hãng chuyến bay Vietnam Airlines. Đây là chuyến bay của hãng Vietnam Airlines. 10:40. Mình sẽ đi về đây. 10:50 đang boarding đó. 20:05 là mình sẽ boarding. Đó. Đây mình sẽ đi vào bằng cái passport này. Rồi. Zoom 3. Giờ mình sẽ đi vô cửa của Vietnam Airlines. Đây là những cô tiếp viên của Vietnam Airlines. Xin chào. Xin chào. 34 hát. Hello. Đây, cảm ơn nghe. Xin chào. Hi, xin chào Vietnam Airlines. First time. Hi. First time. Đề nghị quý khách tắt các loại máy thu, phát sóng, điện thoại di động hoặc chuyển sang chế độ sử dụng trên máy bay và chế độ im lặng ngay sau khi máy bay đóng cửa cho đến khi hạ cánh, di chuyển vào nhà ga. Các thiết bị điện tử. Đây mọi người ơi, chuyến bay là full luôn á, quá trời đông luôn. Toàn bộ là full luôn. Bây giờ mình chỉ còn ít chờ đợi. 3 giờ, 4 giờ.
Rồi mọi người sẽ tiếp tục coi về hành trình của chuyến đi của trên biển Nam Airlines nhé. Bây giờ cơ trưởng đang nói. Phi đoàn xin gửi lời cảm ơn đến quý khách đã bay chúng tôi trên máy bay Airbus 350 số hiệu VN99 từ thành phố San Francisco đến thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian bay dự kiến sẽ là 14:20 bay. 14 tiếng à? Ai nó mệt lắm. Xin chúc quý khách của chuyến bay tốt đẹp. 24, ai mà nào? Đang có nên chỉ có 14-15 tiếng. Cabin lights. The reading light button is located in your seat area. Thank you. Từ San Francisco đây là chỗ gỡ nè. Mình sẽ bay đi từ đây. Phèo qua đây. Về tới Việt Nam. Cất cánh rồi mọi người ơi. Hết hè rồi nè mọi người, cho nên là mọi người sẽ đi về Mỹ lại rất là đông luôn. Tụi Huy có get line xong rồi, tụi Huy mới đóng tiền để upgrade lên để đi hạng thương gia. Lần này đi Mỹ về cảm giác khác. Khách đi đường này luôn nè. Hả? Đi đường này luôn. Phải không? Phải không? Vậy hả? Mọi người ơi, sao nó dằn chặt dằn chè ta? Cái màu ghê quá. Bây giờ đi vô hải quan rồi nè.